Bà chụp cái màn nào rồi. Gì đây? Cái gì đây? Chụp cái
cái gì đây? Cái gì? Ai mình hoạt động được này? Ờ, video, mình quay video rồi. Bà chụp. Gì, tao chụp cho đi cái bấm bấm vậy nhỉ? Trời ơi, bà ơi, bà phải căn giữa cháu với anh Khánh dưới này. Căn phải giữa như này cơ mà bà. Thôi, phải đợi bố. Ôi, thế bà làm tao rồi mà. Thôi mai đang ảnh lên bán hàng chưa? Không ra chim mà chỉ đang ảnh lên bán hàng. Mai đi bán ra chỗ đầu ngõ này bán gặp mấy cái bà hay ăn chơi gì? Thì nó bán gạo xem là cứ bán được không nhá. Bán gạo bán cho cháu cái hộp này này. Mà cứ ra là bao nhiêu một hộp để bán bảo đúng không họ? Là họ mua là họ vào đây họ là bà giới thiệu là cái cất trắng ngọng nên là bán nhá. Vâng, cái hộp collagen này là trắng da để mờ thâm nám sạm tàn nhang này với lại cung cấp nước độ ẩm đàn hồi cho da nhé bà nhá. Cái này là có 450.000 thôi. Cái gì bà, cái này nó có mấy bà ăn chơi lắm. Vâng, 450.000 kiểu là cái sản phẩm này ấy, nó không đắt đâu bà ạ. Cái sản phẩm này nó vừa giá cũng vừa tầm luôn. Cái này nha là tốt nên là giá nó phải chăng bà ạ. Bà ơi, bảo cô nào mà kiểu mà không được uống thì bà nhá. Thì bôi vào mặt thì đây cái này là này là bôi à? Thuốc bôi à? Bôi vào mặt bà. Đây là kem bôi. Kem bôi phải thuốc bôi bà. Cái này cũng vậy à? Đây là dưỡng trắng này, đây là dưỡng trắng, còn đây là ủ trắng này, dùng cả combo này, nó là dưỡng trắng chuyên sâu luôn bà. Tức là mình trắng lắm. Anh nào mua là mua một cả đấy là ba thứ lại luôn. Không. Nếu mà anh nào đủ điều có những ở nhà có điều kiện thì bác làm mua một bộ như này một bộ như này một chiều cứ ăn chơi người ta mua là đủ người mua một bộ đấy nhưng nhiều người người ta cần mua cả hai hộp này về người ta dự trữ người ta bảo là cứ mua tiện công tiện công mua tiện công mai chạy bán ra đường với một mấy cái bà chơi giờ cái mồi mát ấy bà bảo là ai muốn mua cái đồ làm đẹp da. Bảo cháu Ngọc, là... cháu Ngọc, cháu bà đấy rồi. Bảo là các bà bảo bà phải bảo các bà là đến với cháu Ngọc là về trẻ như kiểu 18 tuổi luôn. Bà cứ bảo vậy đấy. Cứ từ mắt người ấy thế này, các bạn như này, mỗi đêm bà chơi nhau nhá. Bà chụp ảnh không thấy em đâu, cái gái của em thì lại không có anh. Bà chụp vào cái màn đấy chứ. Ở trong bà Nga vui hơn ở nhà nhỉ? Vâng, ở đây hai bà cháu từ lúc hai bà cháu chơi nhau vui. Bá buồn cười. Ở trong bếp này rồi. Mưa nó kêu rột 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 ra. Có, em làm bữa nay cái giỏ hẳn mọi người ấy. Bên đây là trước mặt bà Nga, trước đó mình 6 đứa ra. Là trước anh với mẹ ở trong này nhá. Còn một bếp củi thế này, em ngồi đây. Một bếp củi nó đu lên là khổ lắm. Nhưng mà trong này cũng bị rột, em làm ở chỗ giường kia không bạn, cứ giọt giọt gần vào mồm ấy. Phải hả? Vâng. Ở đây rồi mà. Thế bà Nga cái này cũng cũ rồi anh. Đây, nhìn thấy bút mình chỗ này nhá. Xỉn như cái màu trắng. Anh ngồi, anh đảo. Hay là đang sớm ấy, bây giờ chắc hơn 7 giờ hay là anh em mình đi chơi đi. Không mà, anh phải về nhà đi, có mẹ lại đi tìm đấy, còn nãy hỏa xong đây rồi về đi cái muộn đấy. Anh sớm mà, lâu mà anh chưa đi em đi chơi, khá phải 3-4 tháng rồi, lâu mà anh em mình chưa đi uống nước với nhau rồi nào. Bảo mang tiếng lại yêu nhau, suốt ngày ở nhà chưa đi chơi lần nào. Mà em thì sợ anh về muộn xong rồi mẹ chửi chết, thôi anh về đi, em không đi đâu. Em thì nữa giờ về em đi tắm rồi. Không, đi chơi tí rồi về tắm sau. Lên uống nước đồng ngồi tí, đi lựa đường tí. Để em phải đi thay quần áo. Không, đi luôn. Đi luôn á? Ừ. Đi luôn để xong, nhưng mà phải bảo anh về mượn lựa chửi đấy. Không có gì, đi. Anh bảo đi. Bà Nga đi, anh xin bà Nga chi em. Ừ, bảo bà Nga chắc là xong rồi. Anh bảo đi, anh xin đâu? Khó, không xin bảo bà Nga là mình đi chơi, mình có làm gì đâu. Anh bảo bà Nga ơi. Có đi đâu phải bảo bà. Bà Nga. Bà Nga ơi. Bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bảo bà Nga nghe đâu. Ừ. Thôi hàng cứ để đây, thì đang bán chưa? Thì đang bán còn thì sáng mai nó bán chưa? Thì anh mình đi chung tí đi một tiếng và bà. Bà đang bảo bà cho cháu ấy, cho cháu Ngọc đi lên trên nha quan chơi tí đâu cho bà đó. Đi chơi nha quan xa quá mày. Đấy, thì bọn nó bảo nay cháu bảo Ngọc yêu nhau lâu lắm rồi mà đến 4-5 tháng chưa chẳng nó đi chơi lần nào á. Nên bảo cháu muốn cho Ngọc lên nha quan uống nước thì cho đi uống trà sữa gì bác. Ừ, vậy thì hai đứa đi tí, đi nha một tí rồi về thôi nhá, đừng có chơi khuya nghe chưa. Và con là thằng Hòa nó về, để bảo mẹ mày lại mày đi chơi với rồi chỗ nào thì mẹ mày lại đi về nhá. Vâng, anh về đó mẹ mày chủ đi luôn đi sao em. Đi luôn nhá. Hay quần hay áo không? Em vào này áo khác. Vâng vâng, vậy bà cũng nghỉ ngơi nhá. Ừ. Cháu đi đây. Ừ, chào bà. Đi lên cho con uống trà sữa nhá. Đi đâu cũng được. Anh đi đâu? Đi đâu cũng được. Anh đi ăn nướng. Không ăn nướng đâu. Nướng đắt tiền. Vừa ăn cơm ngô ăn nướng. Ừ, gọi đi uống trà sữa nhá. Đi mua xúc xích.